trên thế giới, Tổng thống Biden đến Texas chỉ đạo khắc phục hậu quả bão tuyết. Hàng trăm người tham gia cứu hộ sau vụ nổ kinh hoàng ở Nga. Đường phố thủ đô Nga lênh láng nước do tuyết tan nhanh bất thường. Điều gì khiến cho 900 con bò trên tàu hàng của Tây Ban Nha bị tiêu hủy? Biểu tình chống đảo chính ngày càng dữ dội ở Myanmar. Tại Việt Nam, 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại công ty Alibaba không phải là vàng. Ngày 15 tháng 3, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài tiếp tục hầu tòa. Khẩn cấp tìm người đi cùng 7 công nhân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ở Hà Nội, truy tố đối tượng lừa chạy biên chế, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Tuyên Quang, xe khách lao xuống vực sâu, phụ xe tử vong tại chỗ. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thanh tra đột xuất các doanh nghiệp bức tử sông Cầu. Cảnh báo mất khứu giác, không thở được sau khi nâng mũi. Những thông tin đáng chú ý này sẽ có trong chương trình tin tức 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình FBNC ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3. Thưa quý vị, mở đầu sẽ là những thông tin nóng trên thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân vừa đến Texas hôm 26 tháng 2 trong lúc tiểu bang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận bão tuyết bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và kinh tế của người dân. Trận bão đã khiến cho hàng triệu người mất điện, mất nước suốt nhiều ngày và hàng chục người tử vong. Tại Texas, Tổng thống Biden và phu nhân Jill đã gặp thống đốc bang Red Earthbus để thảo luận về kế hoạch khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng thống Mỹ cũng đến một điểm cứu trợ thực phẩm ở thành phố Houston và thị sát các trung tâm điểm chủng vaccine ngừa COVID-19. Trong suốt 10 ngày tháng 2, Texas hứng chịu đợt giá rét kỷ lục với nhiệt độ âm hàng chục độ C. Lưới điện tại nhiều khu vực bị gián đoạn, trong khi hóa đơn tiền điện tăng đột biến. Chính quyền Texas đã hứng chịu chỉ trích nặng nề vì thiếu cảnh báo người dân về hệ thống lưới điện gần như tê liệt giữa thảm họa bão tuyết. Điều này một phần do Texas không liên kết với lưới điện liên bang. Thảm họa bão tuyết Texas cũng chính là thách thức lớn trong buổi bình minh nhiệm kỳ ông Biden, cho ông cơ hội để thể hiện tài năng lãnh đạo và kêu gọi đoàn kết nước Mỹ. Bởi vì quan chức Texas vốn thuộc đảng Cộng Hòa và từng phản đối chiến thắng của ông Biden trước ông Trump. Dù Texas đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng vẫn còn rất nhiều việc mà chính quyền liên bang và tiểu bang phải làm để khôi phục kinh tế và đời sống của người dân. Thưa quý vị, cuộc điều tra về cái chết của cầu thủ bóng đá huyền thoại Maradona vẫn đang được tiếp tục. Và mới đây, hai con gái của ông đã đến văn phòng cảnh sát cho lời khai về những ngày cuối cùng của vị danh thủ này. Maradona mất ở tuổi 60 vì cơn đau tim hồi cuối năm ngoái, khoảng 2 tuần khi trải qua phẫu thuật não lấy cục máu đông. Kể từ khi danh thủ qua đời, cảnh sát không ngừng điều tra xem liệu có sự lơ là nào trong quá trình chăm sóc y tế dẫn đến cái chết hay không. Bác sĩ và nhà tâm thần học từng điều trị cho Maradona vẫn đang bị điều tra tội ngộ sát. Trong đó, hai y tá và một nhà tâm lý học khác cũng bị cho vào diện tình nghi. Mới đây, hai nguồn thạo tin nói với Reuters rằng công tố viên đang nhắm mục tiêu chủ yếu vào các bác sĩ. Họ bị nghi ngờ đã lơ là, tắc trách và dẫn đến sai lầm không thể cứu vãn. Báo ESPN cho biết bác sĩ phẫu thuật thần kinh Leopoldo Luque từng nói danh thủ Maradona là một bệnh nhân khó chịu. Để phục vụ điều tra, vào hôm 26 tháng 2, hai người con gái của Maradona là Janina và Jana cũng đến cho lời khai về những ngày cuối cùng của bố. Maradona được tôn vinh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, tuy nhiên ông cũng phải chiến đấu với những cơn nghiện dai dẳng trong phần lớn cuộc đời. Nước Anh từ lâu đã xôn xao câu chuyện một nữ sinh bỏ nhà đến Syria và gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Mới đây, tòa án tối cao của Anh tuyên bố nữ sinh nói trên bị cấm trở về quê hương do có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Tòa án tối cao Anh Quốc hôm 26 tháng 2 nhất trí ra phán quyết cô Samina Begum không được trở về nước vì có thể mang lại những mối hiểm họa an ninh. Cô Begum rời thủ đô London của Anh vào năm 2015 khi 15 tuổi, sau đó đến Syria. Tại đây, nữ sinh kết hôn với một binh sĩ thuộc tổ chức IS. Họ có với nhau 3 đứa con, nhưng tất cả đều qua đời. Hiện tại, ở tuổi 21, cô Begum đang sống ở một trại tị nạn của Syria. Đã nhiều lần người phụ nữ muốn lấy lại quyền công dân Anh quốc của mình. Tuy nhiên, cô chỉ có thể nộp đơn kháng cáo nếu được cho phép trở về Anh. Phán quyết mới đây của tòa án đã ngăn chặn việc đó. Vụ án nói trên gây tranh cãi lớn ở Anh. Một luồng ý kiến cho rằng cô Begum đã từ bỏ quốc tịch Anh khi gia nhập tổ chức IS. Tuy nhiên, một luồng quan điểm khác bao gồm của các nhóm nhân quyền nói rằng cô Begum nên được trở về Anh và đối diện phiên tòa xét xử về quyền công dân của mình.
Một nhà hàng sushi ở thành phố Nizhny Novgorod, Nga bất ngờ phát nổ do rò rỉ khí ga vào hôm 26 tháng 2. Hàng trăm người đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân bên dưới đống đổ nát. Theo Bộ Khẩn cấp nước Nga, sau vụ nổ ngày 26 tháng 2, nhiều người đã mắc kẹt bên dưới các bức tường sụp đổ, trong khi những cột khói vẫn bốc lên nghi ngút. Ít nhất 3 người đã được đưa tới bệnh viện. Tại hiện trường, một nhân chứng cho biết, chúng tôi ngửi thấy mùi cháy nổ và gọi cứu hộ khẩn cấp. Toàn bộ tầng 1 đã bị sụp đổ. Trong khi đó, ở thủ đô Moscow của Nga lại đang phải trải qua hiện tượng thời tiết bất thường. Nhiệt độ những ngày qua đột ngột tăng lên đã giải thoát cho người dân khỏi cái lạnh cắt da, nhưng cũng khiến cho tuyết tan nhanh và gây ngập úng đường xá trong ngày 26 tháng 2. Ngày 23 tháng 2, nhiệt độ ở Moscow là âm 25 độ C, nhưng đến ngày 25 tháng 2 đã tăng vọt lên 4 độ C. Hậu quả là tuyết tan nhanh ở khắp mọi nơi, khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập úng nghiêm trọng. Công nhân vệ sinh của thành phố đã phải nỗ lực dọn tuyết trong nhiều ngày qua, nay công việc còn khó khăn và phức tạp hơn. Từ hồi giữa tháng 2, người dân thủ đô Nga đã trải qua mùa đông lạnh nhất trong vòng 48 năm. Reuters dẫn nguồn một báo cáo bí mật của chính phủ Tây Ban Nha cho biết gần 900 con bò trên tàu hàng neo tại cảng Cartagena của nước này sẽ bị tiêu hủy. Con tàu mang tên Karim Ala đã cập bến Cartagena hôm 26 tháng 2 sau nhiều tháng lênh đênh ở Địa Trung Hải vì không thể tìm được đối tác đồng ý mua 895 con bò. Hàng loạt quốc gia đã từ chối thương vụ do lo ngại tình trạng lây nhiễm virus gây bệnh lưỡi xanh ở trâu bò. Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha chưa bình luận về những thông tin trên. Theo Reuters, hàng trăm con gia súc đã phải trải qua hải trình dài ngày, khiến chúng gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Vì vậy, chiếc tàu chở gia súc không thể rời khỏi Liên minh châu Âu, mà cũng không được cho phép ở lại các cảng của châu Âu. Biện pháp duy nhất là phải tiêu hủy, dù sẽ dấy lên tranh cãi và gây ra tổn thất tài chính lớn. Những ngày cuối của tháng 2 vẫn chứng kiến làn sóng biểu tình mạnh mẽ phản đối của đảo chính ở Myanmar. Và hôm 26 tháng 2, thì đông đảo người dân đã xuống đường ở thủ đô Naypyidaw, bất chấp những biện pháp trấn áp hà khắc của lực lượng cảnh sát chống bạo động trên khắp đất nước. Những người biểu tình ngồi sau hàng rào giải chiến, gào lên những khẩu hiệu phản đối quân đội, trong khi cảnh sát bạo động liên tục tuần hành xung quanh. Trong khi đó, một nhóm phản đối đảo chính khác bao gồm hàng chục phụ nữ lại ngồi ngay ngắn ven đường ở thành phố Yangon trước nhà cố vấn nhà nước Suu Kyi trong sáng 26 tháng 2. Họ cầu nguyện cho sự an toàn của bà và kêu gọi quân đội thả các lãnh đạo dân cử ngay lập tức. Các tướng lĩnh quân đội Myanmar cho biết đã hạn chế sử dụng vũ lực, tuy nhiên ít nhất 3 người biểu tình và một cảnh sát đã thiệt mạng kể từ khi làn sóng phản đối đảo chính bùng phát vào ngày 1 tháng 2. Quân đội hứa sẽ tổ chức lại bầu cử nhưng chưa đưa ra khung thời gian rõ ràng. Được biết, việc này chỉ có thể tiến hành sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm. Tình trạng này được quân đội ban bố ngày 1 tháng 2 sau khi chiếm quyền và bắt giữ cố vấn nhà nước Suu Kyi, cựu tổng thống Win Myint cùng nhiều quan chức khác. Một ông lão 82 tuổi bị buộc tội sát hại vợ ở thành phố Gold Coast, bang Queensland, nước Úc. Điều khó hiểu là hai vợ chồng vốn chung sống hòa thuận suốt mấy chục năm qua. Cảnh sát thành phố Gold Coast mới đây cho biết họ đã có mặt tại hiện trường lúc 1 giờ rưỡi chiều ngày thứ Năm sau khi nhận được tin báo từ con gái của ông bà cụ. Cảnh sát cho biết người phụ nữ vô cùng chấn động khi phát hiện cảnh tượng ở nhà bố mẹ. Thi thể của bà Robin Beaver, 82 tuổi được phát hiện tại gara cùng với hung khí là rìu và thắt lưng. Người chồng Max Beaver vẫn ở lại nhà sau khi gây án. Hiện ông được chuyển tới bệnh viện địa phương dưới sự quản thúc của cảnh sát. Quá trình khám nghiệm tử thi đang tiến hành. Nghi phạm nói mình không nhớ rõ về cái chết của vợ, cảnh sát cho biết ông không tỏ thái độ hợp tác điều tra. Hiện tại, giới chức tin rằng yếu tố sức khỏe của hai vợ chồng lớn tuổi có thể là manh mối giúp lý giải động cơ gây án. Theo hàng xóm cho biết, bà Beaver vốn rất thân thiện và luôn quan tâm, chăm sóc cho chồng. Ông Beaver phụ thuộc vào vợ suốt nhiều năm do gặp khó khăn trong việc đi lại. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trả hồ sơ cho công an cung cấp để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Một trong số các vấn đề phải làm rõ là việc định giá lại tài sản có liên quan khi mà 20 thỏi hợp kim màu vàng tang vật vừa có kết quả giám định không phải là vàng. Trước đó, tháng 12 năm 2020, cơ quan công an Thành phố Hồ Chí Minh có kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật để bán cho gần 4.000 bị hại, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên nhiều địa phương với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, trong đó Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân thành phố vừa thông tin thời gian mở phiên xét xử cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và bà Dương Thị Bạch Diệp về những sai phạm trong hoán đổi nhà đất gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỷ đồng và dự kiến là phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tới đây. Trong vụ án này, ông Nguyễn Thành Tài cùng 8 đồng phạm bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Dương Thị Bạch Diệp bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng xác định, dù không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước, nhưng ông Nguyễn Thành Tài đã ký văn bản chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng cho bà Dương Thị Bạch Diệp. Sai phạm trên đã làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của ngân sách nhà nước. Trước đó, trong vụ án giao khu đất vàng 812 đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trái luật, ông Nguyễn Thành Tài đã bị tuyên phạt 8 năm tù. Sau khi bị cách hết chức vụ trong đảng do đánh bài ăn tiền trong phòng làm việc, mới đây, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã phải chuyển xuống làm chuyên viên phòng nông nghiệp huyện này. Trước đó, cơ quan công an đã bắt quả tang cựu phó chủ tịch huyện này cùng trưởng phòng tài chính huyện và hai chủ doanh nghiệp khi đang đánh bạc tại phòng làm việc. Lực lượng công an thu giữ 92 triệu đồng và nhiều tăng vật khác liên quan đến hành vi đánh bạc. Tháng 9 năm 2020, ông Nguyễn Văn Long bị miễn nhiệm chức vụ và bị tòa án tuyên phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Long bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng. Công an của tỉnh Nghệ An vừa phát văn bản đề nghị truy tìm khẩn cấp người đàn ông đi cùng 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện vào hôm 25 tháng 2. Trước đó, qua kiểm tra, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện có 7 người mang quốc tịch Trung Quốc đi trên xe giường nằm mang biển kiểm soát 20B-02215, di chuyển từ Bắc vào Nam. Qua làm việc, 7 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân và khai nhận vượt biên trái phép vào Việt Nam để tìm đường sang Campuchia. Trong lúc cơ quan chức năng làm việc, bất ngờ một người đàn ông đã bỏ chạy khỏi xe khách. Danh tính người được xác định là Vũ Văn Tĩnh, sinh năm 1989, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Theo cơ quan công an, đối tượng này có nhiều nghi vấn liên quan đến việc đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Hưng Nguyên đề nghị các cơ quan chức năng liên quan phối hợp truy tìm. Khi phát hiện, cần báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hưng Nguyên theo số điện thoại 0238 821 126 và 0912 188 874. Tòa án Nhân dân của tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bức án chung thân đối với bị cáo Đậu Đức Mười, 32 tuổi, trú ở tỉnh Nghệ An về các tội danh giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra vụ sát hại nữ công nhân ở thành phố Biên Hòa, làm xôn xao dư luận những ngày cuối năm vừa qua. Theo cáo trạng, vụ án mạng xảy ra, đối tượng phát hiện đến một khu nhà trọ ở thành phố Biên Hòa. Với ý định trộm cắp tài sản thì thấy phòng của nữ công nhân xấu số khép hờ. Mười đã lén vào trộm chiếc điện thoại di động thì bị nạn nhân phát hiện và xảy ra giằng co. Đối tượng đã dùng dao tấn công nạn nhân để tẩu thoát khỏi hiện trường. Nữ công nhân ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau 5 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được đối tượng Mười khi đang lẩn trốn tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định được ngoài vụ cướp trên, Đậu Đức Mười đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác tại thành phố Biên Hòa với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Trọng Minh, 47 tuổi, ngụ ở quận Thanh Xuân với cáo buộc lừa chạy biên chế chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Theo cáo trạng, đối tượng làm nghề tự do, không có khả năng xin việc, nhưng lại tự nhận có mối quan hệ có thể xin biên chế cán bộ của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân. Với chiêu bài này, đối tượng đã tiếp cận bị hại muốn xin việc cho con gái và yêu cầu chi 600 triệu đồng. Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2016, đối tượng đã nhận đủ tiền nhưng không hề thực hiện lời hứa, nên bị gia đình bị hại đòi lại tiền đã chung chi. Bị can sau đó có trả lại 200 triệu đồng rồi cắt liên lạc. Đầu tháng 1 năm 2019, bị hại đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Trọng Minh. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã ban hành cáo trạng truy tố đối tượng với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân. Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng đoàn xe tải cùng nhiều người liên tục gây rối tại cổng bãi rác Khánh Sơn những ngày gần đây. Trước đó, hàng chục xe tải chở chất thải xếp hàng dài trước cổng bãi rác gây ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của bãi rác. Dù không có hợp đồng với bãi rác, đoàn xe vẫn đòi vào bỏ chất thải, không được mở cổng và chấp nhận yêu cầu vô lý này. Một chiếc đã ngang nhiên chặn ngang cổng ra vào không cho xe vận chuyển rác rời khỏi bãi đổ. Một nhóm người cũng đã kéo vào khu nhà bảo vệ lớn tiếng đề nghị cho đoàn xe tải vào bãi đổ. Cho đến khi công an quận Liên Chiểu xuống làm việc và yêu cầu đoàn xe này mới rời đi.
Nhưng rất nhanh sau đó, đoàn xe tải gồm 6 xe lại tiếp tục đậu đổ một hàng dài ngoài cổng bãi rác Khánh Sơn. Sự việc trên đang làm mất an ninh trật tự, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bãi rác Khánh Sơn. Công an của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một tài xế vừa bị cướp tiền, hủy hoại tài sản trên cao tốc Hạ Long Hải Phòng. Trước đó, một tài xế trú tại tỉnh Quảng Ninh đang điều khiển ô tô bán tải di chuyển trên cao tốc Hạ Long Hải Phòng lúc giữa khuya. Khi đến nút giao Minh Khai, xe bị thủng lốp nên người này đã dừng xe vào làn khẩn cấp để kiểm tra sự cố của xe. Bất ngờ, hai người đi xe máy xuất hiện ở làn đường ngược chiều. Một người cầm dao đã trèo qua giải phân cách, làm hư hỏng cánh cửa sau phía bên lái, đe dọa tài xế để cướp. Trước tình huống trên, người này đã đưa 2 triệu đồng cho các đối tượng để thoát thân và đến trình báo sự việc, đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Thành Hòa, 52 tuổi, trú ở quận Liên Chiểu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng này đã lừa bán nhiều lô đất vốn không phải của mình và chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Theo điều tra, năm 2017, đối tượng làm hợp đồng đặt cọc bán cho một bị hại 1,2 hectare đất rừng tại đèo Hải Vân với 200 triệu đồng. Người này đã giao cho Hòa là 175 triệu đồng và 5 triệu tiền thuê người trồng cây keo trên đất. Để làm tin, đối tượng đã làm giả một bộ hồ sơ của lô đất trên rồi giao cho bị hại. Thấy sự việc trót lọt, gã này thuê nhiều người không rõ lai lịch làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán nhiều lô đất của người khác trên địa bàn quận Liên Chiểu cho các bị hại khác. Cho đến khi các bị hại phát hiện những giấy tờ là giả và trình báo công an, đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Mới đây, một xe khách loại 45 chỗ ngồi khi đang lưu thông trên quốc lộ 2C đoạn qua huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, bất ngờ lao xuống vực sâu hàng chục mét. Vụ việc đã khiến cho 2 người thương vong. Cụ thể, khi đang lưu thông trên đường, xe khách loại 45 chỗ ngồi biển kiểm soát 22B00861 của nhà xe có địa chỉ tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã bất ngờ lao xuống vực sâu hàng chục mét và lật nhào. Lúc này trên xe có 2 người gồm lái xe và phụ xe. Hậu quả, phụ xe đã tử vong tại chỗ, lái xe bị thương, phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngay khi nhận được thông tin trình báo, Công an huyện Na Hang đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông và cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc tiếp cận hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, qua thông tin tài xế điều khiển xe khách cung cấp, nguyên nhân vụ việc là do xe mất lái và không có va chạm với phương tiện nào. Xin được chuyển sang một số vấn đề nóng trong lĩnh vực môi trường. Thưa quý vị, sau hàng loạt những phản ánh của báo chí, dư luận về tình trạng sông Cầu đang chảy chết, mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có chỉ đạo nóng đề nghị tỉnh Bắc Ninh dừng ngay việc xả thải ra sông Cầu và khẩn trương thanh tra các doanh nghiệp đang bức tử dòng sông này. Trước đó, Bộ này nhận được phản ánh của người dân phản ánh tình trạng xả thải từ sông Ngũ Huyện Khuê ra sông Cầu gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, nước đen sẫm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trước thực trạng báo động này, tỉnh Bắc Ninh được đề nghị kiểm soát và điều chỉnh chế độ vận hành điều tiết nước cống tiêu đặc xá một cách hợp lý để đảm bảo dòng chảy và không làm gia tăng ô nhiễm chất lượng nước sông Cầu. Đồng thời, địa phương phải khẩn trương rà soát, kiểm tra đột xuất xả nước thải của các cơ sở tại làng nghề Phong Khê, cụm công nghiệp Phong Khê và Phú Lâm, xử phạt nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa cho biết gần 1.000 người đã làm việc cực lực hơn 7 giờ đồng hồ để dập đám cháy rừng ở huyện Tam Đường sau khi một hộ dân đốt cây bụi, làm nương khiến đám cháy lan rộng ra xung quanh. Cụ thể, một hộ dân tại bản Nậm Dê, huyện Tam Đường đốt thảm cỏ thực vật để làm nương, do gió to không kiểm soát được nên ngọn lửa đã lan rộng ra xung quanh. Điểm cháy được xác định là cây bụi, thảm thực vật, lau sậy và nằm ở độ cao hơn 1.300 mét so với mực nước biển. Gió thổi mạnh nên lửa lan rất là nhanh, gây khó khăn cho các lực lượng cứu hộ. Nhận được thông tin của người dân, chính quyền địa phương đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động gần 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân các xã lân cận cùng phương tiện để dập lửa. Hiện các lực lượng vẫn kiểm soát hiện trường để phòng ngừa nguy cơ lửa âm ỉ có thể bùng cháy lại trong điều kiện hanh khô, gió lớn. Những ngày này, hàng trăm hecta lúa ở xã Buôn Chóa, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang chờ chết khô cạnh ngay một công trình chống hạn có vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Nguyên nhân là do trạm bơm của công trình thiết kế hơi cao so với nguồn nước. Trước đó, việc đưa vào vận hành thử nghiệm dự án thủy lợi phòng chống hạn trị giá gần 200 tỷ đã khiến người dân tại xã Buôn Chóa bức xúc bởi máy bơm của dự án không thể bơm đủ nước theo công suất thiết kế vì thiết kế hơi cao so với nguồn nước. Kéo theo đó là lượng nước đầu vào các máy bơm không đảm bảo nên lưu lượng nước vào kênh nội đồng không đủ đáp ứng cho việc sản xuất của người dân. Trong tình thế này, nhiều hộ nông dân phải chia nhau lấy nước vào ruộng, mắc võng túc trực cả đêm ngoài đồng, thậm chí có hộ phải dùng nước giếng khoan để cứu lúa khỏi chết khát.
Thưa quý vị, sau cao điểm Tết Tân Sửu, hành vi kinh doanh mua bán thực phẩm bẩn vẫn chưa hạ nhiệt và vẫn đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng. Và mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ xe chở 10 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc đang đi trên đường di chuyển từ thành phố Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Theo đó, tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, xe ô tô tải đầu kéo mang biển kiểm soát 51C58200, kéo theo rơ móc 51R17325, vận chuyển gần 10 tấn nầm lợn, chân lợn không rõ nguồn gốc, được bọc bên ngoài bằng các thùng hải sản đông lạnh có dán tem kiểm định. Tài xế xe là Nguyễn Hữu Quý, sinh năm 1993, ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số thực phẩm bẩn nêu trên. Theo lời khai của lái xe, thì số thực phẩm này được thuê chở từ khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Xin được chuyển sang chuyên mục cảnh báo. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời điểm trước và sau Tết Nguyên Đán, nơi đây đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị biến chứng sau khi thẩm mỹ tại các spa. Trong đó có trường hợp bệnh nhân đã bị mất khứu giác sau khi nâng mũi. Theo đó, nữ bệnh nhân sau khi nâng mũi, chỉnh cánh mũi ở spa khiến cô không thở được. Các bác sĩ sau quá trình khám đã phải tiến hành phẫu thuật lại cho bệnh nhân. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hùng, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo, bất cứ ai khi muốn thực hiện thẩm mỹ can thiệp có xâm lấn, chảy máu cần biết, kỹ thuật này phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện và chỉ tiến hành tại những cơ sở được ngành y tế cấp phép để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ, tránh nghe và làm theo những lời quảng cáo, thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ ở những cơ sở chui, không uy tín, gây tiền mất tật mang. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ trên kênh truyền hình FBNC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những bản tin tiếp theo của FBNC.